âm nhạc để xoa dịu, chia sẻ nỗi đau với đồng bào bão lũ và kết nối yêu thương là những gì mà chương trình Jazz Factor Shine Your You được tổ chức gần đây tại Hà Nội hướng tới. Đây là sự kiện do các câu lạc bộ khiêu vũ uy tín ở Hà Nội phối hợp tổ chức như Hát Dốc Đan, Spring Salsa, Hai Đan. Thông qua cái chương trình lần này thì chúng tôi cũng muốn truyền tải cái thông điệp tới khúc ruột miền Trung của chúng ta, với hàng năm hứng chịu rất nhiều cái đau thương vì bão lũ và các cái hoàn cảnh khó khăn thì rất là nhiều. Nên là thông qua chương trình chúng tôi muốn truyền tải thứ nhất là thông điệp, và thứ hai đó là một phần những cái tấm lòng của chúng tôi để giúp đỡ cho đồng bào miền Trung vơi đi cái đau khổ. Điểm đặc biệt của chương trình Jazz Factor Shine Your You là sự hiện diện của hai vũ công quốc tế đến từ Hà Lan là Anthony Frega và Maria Louise. Hai vũ công này là những người có nhiều kinh nghiệm truyền đạt và biểu diễn điệu nhảy xúc nói riêng và khiêu vũ nói chung tại nhiều nơi trên thế giới như Đức, Ba Lan, Malaysia, Ấn Độ, vân vân. Maria Louise cho biết cô cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức đến những gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão ở Việt Nam. Tôi hy vọng những tình cảm của mình và mọi người sẽ phần nào giúp họ vượt qua nỗi đau và mất mát. Thông qua những bản nhạc và điệu nhảy, tôi mong muốn được cùng chia sẻ, hàn gắn những nỗi đau về vật chất và tinh thần. Tôi cũng mong họ mau chóng vượt qua khó khăn và sống hạnh phúc hơn. Ngoài tiết mục khiêu vũ ấn tượng của hai vũ công quốc tế, khán giả còn được mãn nhãn với các tiết mục biểu diễn mang đậm màu sắc Latin của câu lạc bộ dancing có uy tín tại Hà Nội. Đến với chương trình, những người yêu thích bộ môn nghệ thuật đầy đam mê này sẽ được cháy hết mình và tận hưởng không khí tuyệt vời trong màn hướng dẫn nhảy giúp và Zumba Fitness tập thể, cũng như phần khiêu vũ giao lưu với các bản nhạc giúp Salsa Bachata đầy say đắm. Qua cái sự kiện này, bọn mình muốn kết nối cộng đồng khiêu vũ và giới trẻ Hà Nội để chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Số tiền quyên góp được trong sự kiện Jazz Factor Shine Your You sẽ được gửi đến Quỹ Thiện Nguyện Vì Miền Trung để ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất đã bị xuống cấp trầm trọng của Trường Trung học Cơ sở Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do đợt bão lũ lốc xoáy vừa qua.